chụp cái kia lên. Anh liếm thấy thì chết đi. Đuổi xe một pha nhanh. Em đi gần đường. Đẹp chưa? Tao muốn này coi vào điện thoại. Đây lên tới 14 rồi đó, là mà hang này là ngoài ốc lót nên là đéo làm được gì nữa. YouTube à? YouTube 2K. Xem phải đâu bắn nhau chứ. Bắt xe chạy nhau nhau mỗi ngày. Kéo răng đi em. Hùng, Hùng muốn lấy cây hả Hùng? Thắng nhất cái được cái cây. Tù má, nãy giờ mình để 1080 cho điện thoại hay gì. Ok, chu cây cho điện thoại thì đẹp. Hùng, Hùng muốn lấy cây hả Hùng? Đó, nghe cái được cái cây. Má nghe luôn chứ. Stream 2K mà FPS được khoảng 90 rồi cũng được. Được. Rồi bây giờ mà dư thừa tài nguyên nữa thì nó sẽ giảm nhiệt độ nữa, mát mẻ trả hệ thống. Ủa nãy giờ thấy không? Sao thấy được? It's been a long... Sao Ren đã test tin stream chưa? Đã test stream 2K chưa? Đang coi nè. Má coi trên điện thoại nó set 1080. Nó nhìn ultra đẹp vậy. Mãi luôn lên 2K đẹp vậy. Ren hay. Có delay không anh? Có, delay tầm phút. Lâu phải lâu. Không, delay khoảng 20 giây à, delay mặc định này không có chỉnh được. YouTube nó thấy Hùng nó núp bụi cây mà thấy rõ vân lá. Má thấy thấy gió thổi không? Gió thổi ngọn cỏ lao lung lay á. Bỏ đi. Để anh sẽ hát. Vậy. Để anh sẽ làm cho em nghe một bài thơ. À đủ, mai nó có bên Đinh Tiên Hoàng không mày? Mai lên Đinh Tiên Hoàng kiếm nó. Để lên ấy đẹp nha. Má công nhận lên stream 2K nhìn đẹp thiệt đó chứ. Đẹp cái gì không biết, phải sống sót đó. Thứ hai giờ nữa là anh em sẽ được thấy Marcetin. Thứ hai giờ gì? Thứ hai là chở máy đi rồi. Đêm thứ hai là 7900X. Sự dư thừa về tài nguyên. Để xem sự dư thừa. Lâu lắm rồi mới là dư thừa tài nguyên. Mua chip mới rồi. Vậy chip mới khinh thường anh lấy quá. Ý là mua cả bộ luôn hay? Ờ. Full. Sao bảo không bán được ít chết. Thì đâu bán đâu, lấy làm cái dạng thứ hai mà. Hay người ta chơi hai màn hình xưa giờ chơi hai vàng luôn. Pin có vẻ khá là buồn.
Quần máy vàng của tao mà bị Z mua chơi ngon mãn hạn luôn. 970 CSGO FPS 300 đứng luôn á. i7. Giờ cũng chấp thanh xuống. Giờ em không cần bắn ai á, em chỉ ngồi đây thôi. Rồi lấy đếm lá em. Đếm từng chiếc lá. Giống hoa nhài quá không? Để zoom kỹ có phải hoa nhài không? Ồ cái gì vậy má? Má ác xì thôi mà ai ai vãi nổi Ác xì thôi mà đem thêm nhiều cảm xúc vậy. xì À, nghe nó có vẻ gì đó rất là đi. đỉ đúng đỉ được lắm chúng mày được lắm Đó, anh đang show bản nhiệt độ cho các bạn coi nè, thấy chưa? Hiện tại nhiệt độ của men là chỉ có 29 độ thôi. em trong vòng tiếp luôn nè CPU đang chạy ở mức 40 độ, cạc là 65 độ. Dung dịch tản nhiệt đang ở mức 38 độ. Ai cho học được Eren? Hả? Trung Quốc bây giờ nó làm phim kiểu cái phim con thần không Cả mặt thế chuyện giới và làm xong. Nó đúng là cái phần trước đó là đang test trên màn hình mở điện thoại lên 2K nếu khác thì 1.0 của á. em giờ 55 độ còn nóng không anh? Gì? CPU 55 độ còn nóng không? Bao nhiêu? Không, 55 độ mà nóng cái gì? 55 độ là ổn. Nó là một nhiệt độ quá đẹp. Mát từ đỉnh ở cao 70 độ. Cao thì bao Vãi nhiêu thật. thôi? Cạc của anh cũng 65 độ mà không có tản nước thì nhiệt độ đó là ổn. Vãi. Đang cho cạc cho cạc Mình đang có màn hình chim của chim mà. má lười bật màn lười lười chỉnh hai màn hình quá lười kéo thêm cái laptop nữa sáu like chúng mày bắn nhau đi má cái góc thằng Hùng muốn đã ngồi được đây tới gần cuối luôn ta nếu phòng bò đến đây đậu xe ở đâu vậy em đậu xe đằng sai khoác xe luôn quả đấy đúng ra mình phải làm cho cái xe nó cháy cháy tí cháy cháy nhìn như kiểu vừa bắn nhau Z mua lâu quá đợi mình Z mua biết biết bao giờ Z mua mình top 1 server C không? từ từ lúc bên bên Z báo cho tới lúc bên Z có là nhiêu rồi 2 tuần chưa ra hơn chứ gần 2 tuần mới uống cà phê trước đúng không ừ. không tuần trước nữa chứ 2 tuần trước nữa xa lắm lúc mà là lúc mà mình ngồi uống Viva đó là trước đó là cái nghe phong phanh rồi à bữa đó là nó lấy con chuột cái gì ừ tù tao mới thấy thằng kia tên là bắn cả server bị giết phải không à bắn cả thế giới chứ mà chết bữa rồi nó chết lên lâu rồi bữa lên lấy con chuột là nó bất ngờ bấm máy tính luôn rồi nó à bấm bấm coi là nhiêu nhiêu ông bữa cúp điện không tính nha ở xe kìa ba giống Hùng kìa No, no, I don't care. Don't go here. Vào đây mày chết đấy con. Gần bao nhiêu? Gần 11 giờ à? 11 giờ 20 rồi má. Kêu là 11 giờ rồi mà chứ gần gì. Tưởng anh Du bảo là gần 11 giờ tôi phải đi ngủ thôi. Đu về thì ta sống lành mạnh hiểu không? Sáng đêm đi bao. Bây giờ em ngồi đây mà có thằng nào bắn em là em rút chốt quả nết tự sát kéo cho nó tiếp. Cái gì vậy không? Bởi vì ngồi góc này mà thằng nào bắn chỉ có hack thôi. Nó bắn gần phải luôn, kế bên Hùng luôn rồi. Em không quan tâm lắm. Thì Chụp mày bên cho cầm nó lấy chiếc xe đi. Đây là game sinh tồn. Ý, vòng. Nhập sinh tồn. mươi giây mình chạy. Hai chín like. À, Tầm kế bên luôn rồi SKS. Người nhanh chết tầm 1 phút nữa 29 like sẽ còn nó
tầm nữa chút nữa là còn khoảng dòng này chắc còn khoảng 20 like. Hy vọng là thì cái tầm chết tầm 4-5 like. Má màn hình cái... stream nãy giờ là chị thấy đúng có cái bông hoa màu trắng với lại cỏ lay động thôi, nó thấy có cái sự chuyển động nào nữa. Má chơi game khoa học quá. Game sinh tồn thằng nào khôn thằng ấy sống, mấy thằng ngu thích bắn nhau chứ. À, nhìn nó chửi anh với em á game. Má chửi thẳng luôn. Kiểu anh hiểu không? Bạn như kiểu bắn chết vô thằng mà cứ thích ra độ skin là chết á. Bắn game đặt bom mà lấy sai thôi. Để ra coi có ông già ông cũng tí nữa face it. Face it là cái đéo gì? Face shit là mặt đôi mặt á. Má sao cứ ngồi nhìn cỏ vậy? Em nèm hùng yêu thiên nhiên thích hòa bình. Ủa sao tao mới nghe nó 10 giây nữa chạy mà giờ chạy à? Ê trước mặt nó kìa. Nó đi đến nơi nào cho hùng? Có lên xe luôn hả? Mạnh mẽ vậy. Chạy đâu vậy hùng? Đi đâu vậy? Chạy đâu vậy? Thằng nào bắn tao làm chó. Quăng cái xe đi bộ vô má. Chạy xe luôn mà. Ê trước mặt luôn hả? Vậy một qua xuống xe rồi vô nhà. Ê gì vậy, vô nhà chó mẹ đi. No. Sau lưng em chưa chết chứ bọn em chưa chết, em không vô nhà chó em đi đâu. Rồi không xuống xe chết đó. Được, má một pha xuống xe nữa ống máu hùng hùng á. Ra có thấy vào đâu không? Đâu, để em bấm lùi lấy coi coi. Đứng xuống cái cách rẻ. Sao mình không vào nhà mình ăn băng cạc? Ừ. Ủa sao không chạy vô nhà chó đi. Rồi hơn. Ê, tốt một comment tụi tao. Đúng, mới chơi game khoa học quá mà. Ủa đứng vậy lú đầu không ta? Không, nó đứng vậy nó mới lú đầu, nhấp vậy thì không lú. Kỳ vậy. Đứng vậy thì lú đó. Sử dụng góc nhìn thứ ba đó. Em đè xe lên xe đứng xe ngồi liên tục quá hùng. Nhấp di chuyển liên tục thì mới nhìn được. Còn không thích nhìn thì ngồi yên mẹ luôn đi. Em không bắn góc nhìn thứ nhất. Má, ôi ối mày. Chưa được. Ê tí anh em mình chơi góc nhìn thứ nhất không? Được. Chết luôn. Chơi game nó để đi ngủ à. Chơi game để đi ngủ. Má Mai Ren lại lên ngắm gái hết hết buổi tiếp. Mai Ren lên nữa hả? Ủa mà Mai có phi hao nào mày? Đâu chả được. Cao thắng hay Võ Tần cũng được. Võ Tần thì vắng hơn. Võ Văn Tần cũng được. Mẹ Cao thắng vô gửi xe tốn 5.000 bữa quế anh. Không đóng dấu. Cao thắng là phải gửi xe bên nhà trẻ đúng không? Ừ. Thì đó, bên nhà trẻ là phải uống nước đóng dấu mới không tốn tiền em. À, cây vãi lòi. Qua Võ Văn Tần nữa. Tùy tình hình ngày mai thông báo. Phòng này còn 19 like cho mày chơi đi. Hôm mai em làm nửa buổi mà không biết ra được không? Đóng cửa tòa nhà cho nó nghỉ sớm em. Bây giờ anh làm sao chứ? Chúng nó chết bớt đi để còn 9 like thôi em sẽ ra bắn đâu. Thì từ dòng bo này chết nhiều lắm nè em. Tụi nó ở ngoài này dòng đó. À, mới nghe cái gì kế bên em luôn rồi. Không có đâu sao. À đúng em. Sau lưng em mới kìa. Em thề luôn, bây giờ còn 9 like là em ra bắn nhau. Nếu bây giờ xuống 9 like em ra bắn nhau. Bây giờ anh nói thiệt dòng sau chuẩn bị nè, em chuẩn bị coi nó chết nè. Như rạ lùng luôn nè. Đúng quá, dòng mình cười, dòng mình cười ghê gớm rồi. Bây giờ vòng bo xong mà còn
trên 15 mai. Giọng quá anh chứ, giọng ai. Ui, đúng quá, bắt tinh gần cái ốc cây mới vậy. Má sao, sao coi cái này của con Hùng lại không bị nhức đầu ta. Được chơi thử anh. Cái giọng nhức đầu. Em thấy mít từ Green Z kìa. Đâu? Có má ơi, thấy mất đã của Mr. Rimz bị giết hả? Ừ. Nó là Rimz chứ đâu có Mr. Rimz hả? Có con Mr. Rimz luôn. Bị giết rồi hả? Bị chết. Có nào ra test tuyết coi thằng Rimz có sự chim không? Rồi ra test lên. Mới trên đồ trong dâu. Nó ném cái xe sao? Ừ. Đây là lúc mà em phải diễn bộ phim Ninja Rùa. Không. Vậy là Ninja giả rồi ông ơi. Ninja phải. Giờ lại Ninja nó cũng đâu rảnh giờ xe vào đây lắc bỏ mẹ. Đừng có vào đây, đừng vào. Sao nhìn góc hồn tao thấy đâu đang nhìn gì vậy ta? Quay nó chạy thẳng cứ chứ. Hay đạn. Còn bồ đó em ơi. Còn bồ mới knock out à. Ok. Bồ nó sau gốc cây kia kìa. Bồ nó đang trên đấy đấy. Ủa thằng đi mở cửa vô thẳng. Xe tới em ơi. Em bắn cao băng vậy là mấy thằng kia cũng nghe rồi đó. Tại đó, bây giờ nó nghe nó cũng ném vô đâu. Sau lưng nó còn kích phàng lên. Chồng này rất chết rã bả nhiều lắm. Cái này ngoài đồng nữa này. Ok, chạy đó em, chạy đó. Nhẫn đi em. Nhẫn. Ok, kìa bồ nó chạy kìa, thấy không? Thấy, thấy. Chạy nó luôn, chạy nó luôn. Sắp chết rồi, bị nó bắn kìa. Chết bây giờ. Rồi, rồi, trúng đạn rồi. Má chỗ. Từ từ em. Chỗ cùng béo đứng hợp lý nè. Chỗ em là hơi bị ngon, kế dòng luôn, không có gì phải gấp hết á. Be đi, bắt đầu di chuyển đi, be đi. Chỉ để nhìn đi. Ở ngoài đồng xem tóc. Tóc một không nha. Không đâu, này chắc má kế bên. Kế bên rồi. Lút đồ đó hả? Lút rồi, kế bên còn sống. Chuẩn bị vô. Ủa nghe rìa ta. Má coi của ơ nó nhảy nó chết kìa, thấy á mọi người ơi. Gây cấn, gây cấn. Coi của Hùng không nhức đầu mà coi của gì bị nhức đầu cái gì. Tôi liên quá. Ừ, phải nói là coi của anh Liếm. Đủ quá, ghê quá. Đây rồi, đây rồi, đủ cái công, cái công rồi. Quá tìm răng 4 luôn chứ. Hai. Má Hùng giết được thêm thanh niên mở cửa hài quá. Nó lắc nó chết. Nên là em được sát tường ngay cái tường nó nhìn được vào. Tại nó đẹp. Nó nhìn thấy em. Vãi luôn tự nhiên bị súng. Nó nhìn thấy cái vòng trống mà còn nguyên đá. Cái gì? Trống. mà bỏ ra mấy thằng kia nó chết thì chịu rồi. Nó chết thì chịu rồi. Tại vì em thấy kia nó chốt quả nết rồi không ra không được. Mà nó ném hụt mà ra thấy hai thằng nó qua giáp ba thế thôi nghĩ mẹ nó rồi. Bây giờ chỉ có cái tầm mà nó đang chút chốt nết ra giết nó. Má quả nó ra mà ra đẹp chút nữa giết được knock out được thằng là ngon. Chỉ cần knock out cái thằng nón ba ấy, thằng câu vừa nói ấy. Yeah. Tại vì cái thằng kia đang rút chốt quả nết mà nó đeo trong cất quả nết mà. Còn cái thằng kia là đang tính rút chốt quả gì ấy. Tại bây giờ em ra là nét. Ủa sao đéo vô được ta? À vô được rồi, vô thôi. 7 like
tầm đấy mà giết được cái thằng gốc cây. Bảy lai mà bốn team là cái thằng giết em, hai giết em là một team, em team là hết ba rồi, là hai team, rồi hai team hai nữa. Trên gốc cây có thằng gốc cây nó chạy nó chết rồi mà. Không, gốc cây vẫn còn. Cái lúc mà anh thằng kia đang công nhà em, nó bắn không? Gốc cây nó bắn không? Má bỏ nó mà em lì em ở trong luôn. Tí nữa biết biết đâu gốc cây nó là giúp em. Quả đấy nếu mà lì trong thì sự quả nét tàu cũng chết. Hên xui đi, nhiều khi quả nét ném lỗi không chết. Khó ném quả nét lọt ở đó lắm. Quả nét mà muốn vô được á là phải phá cửa với lại mở cửa mới dễ. Tại vì cái tầm em đứng gần mà khó ném vô lắm em, cái cửa trên kia khó ném lắm, trừ khi nó thấy nó phá cửa thì em ủi ra, nó mở cửa thì em ủi ra. Chứ cái thằng kia còn cầm K98 đục cửa, như vậy đục có một viên một. Đục sợ bể, bắn từ trong ra lại nóc nữa. Thấy đục một viên một, như kiểu mà bắn xếp go với đục út, đục út từ sát. Hay rồi, kéo cái dòng vô tình vô cái nhà chó giết em được thằng, còn vô được top 4, top 5 nữa chứ. Top 4 team, top 4. Team rank 4, em giết 4. Anh giết được một thằng sọc vinh. Nói quả đấy đang bắn tự dưng thấy lắc ra cái thế một ông nào đứng đây bắn một viên ông. Nhớ áo cam nha, áo cam ngời sáng tương lai là để được bắn nha chưa. Quả đấy đứng sát quá anh. Xếp cơ minh. Quả đó anh vô là anh biết em trong bếp rồi, em bắt anh bắn hai thằng kia đó. Má quả sọt kinh đó, gì không chết, cái sọt kinh 5 viên ăn lượt. Ờ, mốt mặc áo tim đi, nhìn cho biết phân biệt nhau. Tụi má tao mở là cái áo 3 đô để cho tao mặc trời. Ý là em là... Đầu tư đi. Mắc kẹt kìa, hùng kìa, value đầy người kìa. Ừ. Polygon đụng á, cả trăm trai đó. Cái nick này không xếp được, cái nick này không của em. Má mua mạng cái nick chơi đi em. Ông kia ông bảo là hai anh em đi chơi, ông có chơi đâu, đúng, đúng hôm á, cả tháng ông vào được. Thôi đúng. Nó là cái mua nick em chơi mẹ đi, mốt cái này nó lên giá lại. Anh nghĩ là Open Meta nó đéo phải là giá đó đâu. Ừ, nó lên nữa. Năm nào cũng vậy, anh mua quản lý đội bóng mà anh mua trước là 700. Open ra cái là thành 1.500.000 á. Mua bà rì, mua trước 6 tháng là còn có 700. Nhiều khi mình chơi, mình xui xui mình mở được đi. Mở được cái áo 400 đô là phải chay ra khỏi cái ạc này nữa. Mình ra là ông kêu ông đưa lại cho em, nhưng mà chẳng qua. Tại vì game này em chơi đi, em không thích kiểu ấy lắm em mà. Không tính luôn đấy. Đi đâu đây? Xem Dòng xe bên đây không? Anh em mình chết sớm nữa. Ok, anh sẽ trốn. Chờ Hùng chết rồi mới chơi. Chừng chết sớm nữa. Má nãy kêu 10.000 năm rồi, Hùng ơi, nó bên đây nè, em gần quá đi. Thì em qua đấy, em ở nhà anh. Em qua quá chậm. Em bị check nhà chứ, ví dụ anh liếm anh nhìn trước, em nhìn đúng rồi. Xong. Anh nhìn cửa trước có thằng ở nhà đối diện đó. Má, thằng đội nón 2 á, chó. Fucking chồng. Đấy, kiểu bạn phải một người này vào, người kia kê, người này nhìn hướng này, người kia giống kiểu bài bản tactical team. Giống như gọi cái là full smoke army red vậy đó không? Như kiểu mà team đi rước Villaden á. À đùa, quá đi rước Villaden, có đi rước là anh nhớ là vô nó bắn phát vỡ não mẹ luôn mà. Đi rước. Nó thanh niên hùng còn đi rước. Anh nhớ nếu lầm là vào cái nó bắn nổ não mẹ. Xeo tiếp xích á.
Nhưng mà bọn đấy bây giờ mà sang đánh nhau ở Việt Nam như nào? Thở bằng niềm tin với Việt Nam. Ngày xưa bạn thấy bảo các cụ ngày xưa đánh du kích bọn Mỹ không đánh được, bây giờ xem tìm sáu xa sao. Làm gì đánh lại mình? Thấy mình chơi PUBG không? Được mình server NA với server C không? Má hiểu sự khắc nghiệt chưa? Cái kiểu nhẫn giả du kích Việt Nam à. Má người ta dàn quân ra, người ta bắn vài trăm thằng bắn nhau, anh em mình chơi dạng một thằng bắn mấy chục thằng. Đêm đêm đang ngủ vào đánh cái xong vài đêm về nghỉ, vài đêm sau đánh phát nữa bất ngờ. Dạ như đang ngồi kiểu đang Noel nghỉ ngơi rồi ùa vô hốt đại mấy cái chạy. Đấy, đánh xong anh em về nghỉ ngơi. Chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh. Tốc chiến tốc thắng. À vậy mấy ông học sao mà giờ vẫn còn tin Việt Nam thắng ở nhà du kích. Đủ mới hết đạn rồi. Lấy có ba lô, kiếm có ba lô. Không qua đánh tổng lực không mấy ba ơi, chẳng qua là không nghĩ là vẫn có du kích mẹ gì vô trà trộn mặc đồ dân rồi đi đánh bom hả? Thanh niên phản động rồi Hùng ơi, gọi BC 45 em ơi. Em nghe cái kiểu má anh có, anh có bằng chứng luôn trên livestream rồi nghe chị chậm. Thời đại nào rồi? Kiểu nghe kiểu cái gì? Trà trộn mặc đồ đánh bom giống như kiểu ai ớt á. À không được rồi, thanh niên chống phá các chống phá chính phủ rồi. Chống phá cách mạng rồi. Chống phá cách mạng. Gọi BC đi Hùng ơi. Bằng chứng còn lưu trên livestream. Bằng chứng đâu? Trời, ngày nào em cũng lên em lên Facebook em chửi lộn mà. À thôi sức quá, mạnh mẽ quá. Làm sao để Ren có thể yếu đuối đi đây? Myro. Myro. Myro là ai? Phương pháp giúp Ren cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Nói một cái, Ren đang cùng chiều luôn. Cứ mỗi lần Ren cảm thấy là cuộc đời này thật là quá nhiều chông gai, anh ấy đột nhiên lại cảm thấy niềm tin. Tào lao anh. Cái đó anh nó vậy rồi, nhiều khi mà nhìn gái nhiều quá, hiểu không? Cho Ren, phải Ren nổi ra tiết mục cho nó bớt ảo dâm. Ờ quên, Ren là có niềm tin là phải là gì quên mẹ rồi. Cà na. Đúng quá, Ren là có niềm tin là vậy cái cà na. Cái gì nhỉ? Ren đang chơi 38 gần ra nhưng mà 8 rồi. Anh trước quen mắt yêu Maru à? Ren nín thở luôn đâu. Chiêu luôn. Đang nói nhảm vậy đó Hùng. Bây giờ này em nói nhảm hơi bị nhiều rồi đó. Nói về chuyện không có ăn nhập. Tưởng tượng như là Ren đang trong giai đoạn chuẩn bị kết thúc. Bỗng gì hỏi, ồ ngày xưa anh quen Maru hả? Đúng. Được, bây giờ từ chối giao tiếp liền luôn. Xong thôi rồi em về đi. Anh không muốn gặp em là em nữa đâu. À, mở cái nhà này có cái có mở cái phòng là có hai cái silent. Silent súng nhắm rồi silent tăng. Đúng rồi, đưa silent nhắm em là K98 tiếp rồi. Có K98 chưa? Rồi, đang đeo trên người đây. Bạn nãy phân vân nên lấy K98 đi, một cây K98-16. Còn một cây bán súng M4. Bán súng M4, đây này. À trong nhà hàng còn dư cái chứ. Mai là tới đu đu xây dựng cấu hình trong mơ, ngôi nhà mơ ước, rồi mình gọi là chương trình ngôi nhà mơ ước. Mơ về này, game này thì à. Ồ, mai là bay. Trời sáng. Đêm qua chưa mà trời sáng.
sao rồi sai. Em chơi game trăm phút chơi điện thoại tích tích kim cương một tuần này. Cuối tuần ăn Eleven. Nãy giờ làm được 4 bích mà giờ làm được 8 bích chặn lại. Đưa 8 bích cho K98 sai lầm. Xe đấy. Hướng. Hướng chỗ của em nè. Nó chạy ngang qua rồi. Xe máy hướng 300. Chỉ là cơ mưa 300. Coi chừng nó đáp khu đầu đường bên đây nè. Nãy giờ đi dạo gì vậy? Nó tới. Nó, em nghe gần. Nhiều. Đã vô chưa? Đi rồi. Nghe động tĩnh. Rồi, kiếm chỗ gom đi. Đó là nào nhảy mà muốn sập bàn phím luôn vậy. Hey. Wow. Mắt mình cứ giật giật. Mẹ như mình vừa nhặt được sai lần không? Nó giật báo điểm. Nào lấy sai lần xuống nhắm mà di chuyển lại nha. Em. Ai lấy sai tốt không? Không có mà. Rồi. Lấy hai hay không? Có 2x luôn rồi, có 4x thì lấy. 4x em có cái. Ngoại giờ lấy 4x đi rồi 8x ta. Bên này còn hai nhà này, ai lút cái nhà sáng kia đi kìa. Ngoại cuộc chơi cảm giác ít đồ nói xuống tay phải không? Mất cảm giác lút này. Wow, em có cái sai lần nữa này. Sai lần xuống lớn. Có lấy không? Lấy. Hỏi câu khó vậy. Hỏi câu. Em tưởng có rồi. Có một rèn đâu có đâu. Có một cái sai lầm cái compen. Rồi đây. Trong đây quan tá bít nè. Em có compen nè, lấy compen không? Tá bít lấy chưa? Chưa, đây có hai băng đạn năm này. Nè, đây nè. Thằng nào lấy sai lầm súng nhắm qua lệ. Bốn băng đạn năm à. Dư rồi. Đạn dư rồi. Hai đạn được, dư quá trời dư. Người trên 200 có nên nhặt nữa không? Rồi lấy sai lần xuống nhắm rồi. Chắc quăng luôn cây quên bi luôn, khoảng một cây một thôi. Bi đi anh, đi có bắn gần, bắn gần, bắn E4, đang cầm cây E4 chết không cứu được. À có bán súng M4 này. Rồi. Đây em muốn phụ kiện nè. Đồ không. Đổi đi cho xe lên. Đổi xe lên quăng cái súng nhắm đây rồi tính tiếp. Không sao đi cho lần. Không sao có im lặng đem cái bụi vứt luôn. Mới cho cái 8 bit còn
Còn gấu á, con gấu gấu nữa. thì là full phụ kiện rồi đó. Em chỉ thích bánh mưa. Ê, có 4 mít đâu mày, đưa đây coi mày. Là đây. Hùng Ủa, đó, lấy ông của Hùng Hùng có về. 4 mít à? Ông Hùng có 8 mít cũng để làm cái gì? Vứt cái 2 mít ra cho nè. Em có 2 mít rồi. Em có 4 mít nữa. Em muốn mít, em 8 mít mặt. Đó, 2 mít nếu bán rồi, bán đất sau. Ê, đi mẹ mình trong vòng nữa rồi á. Thôi, cho anh đưa 4 mít nha. 4 mít. Ê, qua nhà mình 2 cam không? Ở đây tù lắm. 2 mít thì em có rồi. Qua nhà mình 2 cam là nhà nào? Nhà mà hay kẹt á. Lùi quá thôi bỏ rồi. Nhà lùi bên cao dễ kẹt, khó chịu quá. Nó ba... Ý à, Hùng phá kính. Thôi để, mình lên lên nha. Thôi đừng sao, chết không cứu được. Xa quá. Tự xử. Đập luôn. Má Ren xôi tự, rồi. Ren tự xử quen rồi Hùng. Quen rồi tự xử rồi. À mà. Má đủ chết xa quá sao lấy mùng. Đủ sư phụ chuẩn bị coi Ren sống lỗi. Sư phụ. Ren giờ cảm giác là lỗi lắm rồi. Không 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 tỉnh nữa rồi. Chọn con tim hay là nghe lý trí đó. Anh nghe là lý trí rồi. Dạ em. Có, rồi. Có rồi, anh chỉ không à, còn có cái med kit đủ rồi. Họ lấy cái phát ad nữa. Đúng rồi. Có nhiều nó ngon đó. Có hai lon đủ chơi. Hai lon. Cho. Hai lon năm băng gà. Hai lon gì? Hai lon nó ngon đó. Ừ. Là... Bây giờ mình bắt sai lần hay cầm ben chà. Nào cũng được, bắn gần thì cầm ben. Ok. Má là có nên lấy 2 ít đâu, thôi bỏ nếu lấy 2 ít, có 4 ít thì lấy 2 ít mình nếu rồi. Lần chỉ để bắn xa thôi. Còn bắn gần thì bắn gần. Chọn thằng sẽ làm nữa đâu chẳng gạch đâu. Chọn con tim hay chọn nghe lý trí. Thôi là hắn cầm bên nha. Bắn xa có thằng súng nhắm lo rồi. Thêm mình cho nó cũng phí. Tấm xe lần vào em cũng thủ một xe lần một compen này. Đấy là đủ compen em bắn trước. À, Hùng hôm nay là gắn cầm cây súng có khả năng sát thương cao khủng khiếp mà. Nhìn đéo thì ghê em. Má mỗi lần Hùng nhìn là mình sợ nó bắn sản à. Má nó còn mình á thì nó núp ghê lắm. Tụi nó còn tim nó tiếng nó bắn. Mà bắn kiểu bắn bò tô ly. Bắn để em trả thù Ren chọc nhà kia rồi em chết rồi nhỉ. Vài cái trả thù. Nhớ không mình nhớ. Mình vào cái nhà mà riêng anh Ren bắn cho nhầm em nó bắn. Bay hai cái nón hai liên tiếp. Má Hùng. Hùng bị bắn cái bọt gớt nón hai chạy xuống dưới đổi nón lên bắn cái bọt gớt nữa. Đó Hùng khai quả rồi kìa. Bớt kìa Hùng ơi, đụng má súng nó vang á. Em bắn anh đâu. Thấy thằng nào bắn xây lên kìa. Thằng nào bắn 14 mà Hùng mà gánh hả? Khóa không? Khóa không? Ren bắn. Em đứng sau lưng anh đây, em mà bắn anh phải nghe. Đụng má Ren bắn luôn hả? Khóa giống Hùng à. Vui đấy. Vui đấy. Quá, Hùng khóa quá. Hướng 75 có người nè. Thích khóa. Gấu lớn gọi tù. Hướng ký độ 55, kinh độ 65. Vãi Hùng tới giờ. Má tí nãy chắc Hùng làm phải 3 hơi. Bắn thiệt kìa. Cấp trên. Ê, địch. Ê bắn luôn á. Má tưởng thấy anh em mình nào cũng sai lần hết mà. Em cắn cầm bên với sai lần luôn. Chơi lúc hai súng, hai cái nậu. Ở hai cái súng năm luôn hả? Nhiều cái năm quá. Em gắn một cây à, nhưng mà em đổ qua đổ lại. Rồi.
đem dính được cái nhà, kéo vỡ được kính nhà chó một tường, test thử xuống đi. Báo hơn 75 có người kìa, test qua bắn qua 75 đéo quăng. Tào lao. Hướng ngã ba có con xe vừa vào cái nhà đỏ cái xanh này. Có vào đây này. Nhà bên nước hả? Nhà này này. Đấy. Nó vừa vào xong. Hai thằng. Theo à, mẹ hư nó đi. Lên lầu 1. Nhìn hướng 75. Thằng này mình bắn chắc nó biết bắn từ đâu. Xa quá, sai lần đéo biết đâu. Trong phòng nhẹ nữa kìa. Kiếm nhà khác anh ơi. Qua nhà bên đây nè. Bên kia đường trong vòng. Nhà này trên lầu hở lắm. Bên kia đường trong vòng á, chỉ cần qua bên kia đường là được. Thì đấy, đi. Nhà đi. Này cũng được nè, nhà kho nè. Đi. Không, nhà đấy ấy lắm. Nhà này nè, một ở nhà này nè. Thẳng qua kia đường luôn à. Rồi, chạy qua kia đường đi, hồi khỏi qua. Cover me affirmative. Phải làm từ cover từ affirmative. Nếu bà này có người nha. Clear. Ở bên đây nãy giờ ông nào lút chưa? Phải không? Đóng cửa cho ghê chưa? Vô nhà thôi. Anh em có kiểu lút toàn đóng cửa. Kinh vậy. Má hồi hộp quá. Vô. Tăng độ bí ẩn cho game. Mystery. Ô, nét không nhập này. Lên là lên là lên nóc nha. Bắt con gà. Rồi xong má thanh niên kia tên. Hiểu rồi. Vỡ vỡ vỡ. Anh này bận loạn thế. Nghe là thấy có 2 tiếng ở đây rồi. Ê, 1 tiếng 45 phút chứ. Em nó về quê rồi, không có 45 phút gì đâu. À, về quê rồi. Ồ, chừng bắn em nói xem sư phụ anh có ăn trong này không sao. Ô, mắn lúc cục kìa. Bắn xe em. Bắn lục, bắn lục. Bắn kìa, thằng Ethan kìa. Ethan này như chất hóa học quá. Ethan. Má, mày đừng có hắc não nữa được không Hùng? Em nhớ như người xưa học khóa của chất. Ê, đại uống bò hút có phá gì theo không vậy? Em nhớ học khóa có etan đúng không mà? Đúng không? Ừ. Mãi cái etan. Má hỏi mấy câu mình nào đỡ. Nhìn lo cái hướng bên ngã ba chút mới vô tới sát nè. Góc này không nhìn thấy được ngã ba nha. Thế quỳ ngã ba chắc nó lên trường bắn luôn. Mình hướng coi 75. Góc này cuối. Em nhìn được sang phía nhà thờ với 75. Coi 75 đi. Để anh coi thằng 75. Ôi mà 75 là hướng nào. Địt. Bỏ hút nãy chứ lắm. Bỏ hút lạ rồi mày. Bỏ hút cái gì uống vui vậy Hùng. Chỉ anh uống với. Nó uống bà tỏ kia nó bỏ hút. Nãy chắc là một điếu cho anh em. Người cùng con và sinh ra tử rồi. Không, em cái đấy đó. Em nhìn thấy những mảnh đời tội lỗi. Vậy cái gì đấy. Nó một hình yên canh chả gồng cho hay. Ngày xưa bọn em toàn phải đi treo mấy lần tù. Chưa ở nhà trường đập, chưa vào đập cũng được đập. Ở nhà đập đá phê lắm. Vào đây đập đá này. Đúng rồi. Ồ, đá khô lại mày à. Có sướng thì vẫn có khổ.
Thôi sướng thì mới có. Oh yeah. Là em thấy cái xe ở phía này này. Còn bây giờ xe xa tầm với. Mong ở đây. What the fuck? Randy ở kia nhỉ? Trời ơi, chưa đi, đang coi lại thứ 75. Em đang đứng trên này em nhìn. Anh đang coi hướng ngã ba nha. Đứng trên này em nhìn đầm luôn. Bây giờ là đợi sát giờ đi hay là đi trước? Giờ phải đi thôi, vòng này xa mà. Đi, chạy bộ luôn cũng được. 500m nữa. Nhà cửa sổ á. Ủa, hình như em thấy khẩu AK trong phòng này đi. Đi chuyển nè. Á à, giờ sợ tụi lúc nãy ở bên Hùng đi đầu hay ai đi đầu? Hùng á. Thì Hùng đi đầu đi, để em coi lại sau lưng nha. Hùng đi đầu. Thôi rồi, thôi Hùng đứng sau lưng đi Hùng. À, Hùng có mấy pha đi đầu thần thánh. Có K98 mà cover đi. Gọi là cover đi Hùng. Thôi, hướng 300 bờ biển. 300 bờ biển. Thuốc ngoài bờ biển á, đúp 300 á. Đúng không ta? Chỗ khu nhà. Khu nhà quá. Trước mặt mình. Tiến xuống luôn. 2-3 giây dòng thu mình còn cách 200m. Xa lắm, xa lắm. Súng xa lắm, súng nổ xa lắm. Xa lắm. Bên trái Hùng rồi. Trường bắn. Mình chạy né né xuống đây không? Má chạy né xuống là hồi bắn cái tụi bên trái lên nha. Chỉ sợ là trong cái nhà này có người hay không. Nghe nắp sát nghe phút rồi. Trọng. Đi tiếp. Qua chừng mỏm đá. Trọng. Tới rồi đó, tới dòng rồi, từ từ thôi. Còn phía sau, Reno. Lại ở đây ơi. Tới rồi. Em đang bên phải đi anh. Bỏ nhau ở hướng 285. Ê, hình như nhà chó. Thôi, ngoài dòng nhẹ. Ở sau lưng mình có tim bên trái lúc nãy. Me ngoài dòng nè. Xe tới. Ghê đâu? Không biết, thấy đây chỉ có hai thằng thôi. Hai thằng. Nhà chó con. Từ từ anh bơm. Còn nhà chó đúng không? Nhà chó có đấy. Nó sẽ lần. Sau lưng. Đây em coi nhà chó rồi. Knock out rồi. Một thằng chạy bộ knock out rồi. Con. Vậy là con. Anh bắn nó hướng hướng bên trong nhà bắn em à. Hùng bê đi Hùng. Mình sát dòng đó. Má nghe bị bắn rồi. Chạy xuống đi anh. Ở đâu? Trong nhà. Xuống gốc cây. Ồ phải trong nhà đâu, hướng chỗ nào á, trên đội á. À, thấy rồi. Đâu? Hướng 200m. Má sau lưng còn thằng đâu rồi? Có bắn được mình không? Không, cứu rồi. Em cứu xong. Đẩy qua bên kia đường ơi. Thôi đang cân máu nha. Ở hình như có thằng lúc nãy die outside laser đúng không? Ủa sao anh vẫn chưa được tính kill ta? Kill rồi mà, lẽ nó hiện xanh lên anh giết nó. À vậy hả? Đi. Chạy đi. Anh em mình có xe lần đấy. Xe cơ? Mình ở đây. Sau lưng. Sau lưng á. Người chó trống mà. Ô xe nó xuống bên kia. Xe nó xuống bên kia. Sau lưng hướng anh một nè. Ok. Mới knock down à.
bọn xe nó thì vẫn xuống hướng kia, hướng thẳng mình, nó bắn được mình. Rồi, vô chó nè. Vô chó đi Hùng, sau lưng mình còn Hùng ơi, vô chó đi, anh mới bắn nó ba thằng à, đang bò. Bọn kia nó lên cục đá đi. Hay ghê. Thấy rồi. Quay. Xong. Rồi. Cô bơ cho anh qua nha, cô anh qua nhà chó nè. Ok. Sao lưng chóng rồi. Dần hướng kìa. SW có thằng đang chạy qua. Một bầu làm nè. Bầu làm. Có, vô nhà đi, vô nhà chó, vô. Bấm máu đã, hết máu rồi. What the fuck. Bầu cũng làm bắn em ca trên đó. Biết rồi, thấy rồi, bấm máu à. Cho anh vô, anh cho anh vô Hùng. Cứu đi. Thằng có cái thằng hướng phía khu nhà kia kìa. Kia khu nhà kia. Kìa thấy không? Tránh ra anh này. Ê, anh đứng sát góc. Thằng 345 nó hụt luôn rồi. Đẩy lên hướng khu nhà luôn á. Bò làm hình như còn mình nó thì phải. Hai chiếc xe này, có chiếc xe này. Ra Hùng kẹt cái cửa làm sao bò bắn được. Xong. Cho nó còn một team. Ở bên đó có hai thằng. Ê, trước mặt mình có cái R kìa, thấy không? Cái R trước mặt mình hướng đúp kìa. Vô đó là đi. Qua vòng được không ta? Ờ vô đó đi. Nước ngọt. Nào có phát S bức anh cái. Em có, anh có. Bức anh cái. Nhanh lên vòng tới rồi. Di chuyển đi, Hùng. Cô bơ cho. Anh giúp em cái 4x đi. Lại quăng một cái phát S đây dưới chân nè. Sao vậy? Vứt em cái 4x đó. Em vứt cho anh cái 2x nè. Lẹ. Vòng tới em. Hướng 345 nó bắn kìa. Để em bắn ca, em bắn ca kiểu. Bộ cũng làm thấy nó rồi. Đưa K98 rồi. Qua vô vòng đi rồi được. Thế đưa ca, em đưa K8x cho anh nè. Ừ, em bắn 8x. Đưa 2x lắm. Rồi đứng đây nè, từ Ren. Hướng bò cũng lầm lần cũng có nha, nó ra sát bãi biển luôn á. Thấy. Dòng ngay mình. Lấy 4x không? Không. 3 bằng 4 à? Bò cũng lầm. Nhiều khi không phải 3 bằng 4 đâu. Có chiếc xe của tụi nó hướng ngoài kia kìa. Ô làm lần cuối là hình như hai thằng cho đó đó. Thấy rồi. Nằm xuống rồi. Đâu? Hay rồi. Góc cây hướng 30. Em knock out một thằng hướng 3 rồi. Hai knock out rồi. Em thấy góc cây rồi. Xong. Còn một thằng kêu luôn rồi, kêu hai thằng hướng đó rồi nha. Ok, kệ nó anh ơi, mình trong vòng anh lên đây. Ok, nằm bên coi hướng bên đây nha. Bà hướng cây bao 30 coi rồi nha anh em. Ba bắn một. Rồi chờ dòng thu rồi đó, tính. Có cái khói hướng 330 rồi. Ok, thấy rồi. Anh đang phò kê nó đi hướng bên phải lên nha. Nó không có bọc bên phải là được đâu. Bọc kê trái rồi. Hùng đứng cùng ở hai bên đi. Ok. Chết rồi. À, hay không ơi. Má kêu quẩy luôn nè. Má giết 5 thằng luôn. Má anh gạt được nguyên cái team sau lưng á. Cái pha lúc mà tụi bay trong nhà chó.
vòng thu cho mình đẹp quá, biết mình má là tự nhiên cái tụi trong nhà nó lên xe nó chạy không thôi là anh em mình cũng mệt với nó rồi. Chụp hình lại nào, anh em đã chụp hình chưa? Đủ má live stream trận top 1 luôn chứ. May bọn trong nhà nó chạy lên xe mà. Ờ, bắn nổ xe luôn. Mình bắn xe đã gần cháy rồi nó. Chết mẹ, chụp hình được không vậy ta? Cho chụp hình nguyên con chó luôn. Có nào chụp hình được không? Úp lên rồi. Anh như má chụp hình lên, chụp hình cái print skin màn hình nguyên con chó nằm. Quả gì? Đủ có coi top 1 không? Không. Vãi luôn. Ngắn gọn phải. Má quả giết ba hàng sau lưng ngọt sớt luôn chứ. Silent đéo biết ở đâu mà 16 trở lên. Team mình toàn Silent bắn nó không biết ở đâu. Má ông Hùng hút cuối đưa K98 cho anh quất một kiếm rớt cái đống bà lấy xe 16 chích 2 viên chết luôn. Chích 1 viên chết luôn. Em cái K98 mà. Đâu hình đâu anh em, lên hình, lên bóng linh hoa nào, bóng hoa nào. Kiểu nick là em canh được cái nick, sẽ canh. Em canh được cái đạn rớt của. Ồ, mới bóng F12 đâu ạ, sao nó hiện cái à, rồi. À thấy rồi. Đồ, má giết 7, Hùng với mấy? Chết không. Nó bắn quá trời luôn. Nếu chung chúng nhưng mà không chết. Má cái quả kia mà tụi kia không lên xe mà tụi nó đi bộ nó bắn cặp hông mình là mình mệt lắm luôn á. Trời, má nhận giả vậy. Anh nhớ anh quay lại sao anh gạt thêm thằng nữa không Hùng? Có. Ê, My với thằng và thằng cú biết đâu không rớt xuống dưới nước rồi đó. Ờ, má lên nếu rớt cái bãi đá rồi đó không có góc lên đâu. Ủa mà sao nó lâu dữ vậy ta? Bơm nhiều máu lắm á. Bơm máu. Tại vì mình bắn cái team kia cũng lâu mà. Cái kia cũng vừa thu cái không? Vừa vừa thu xong rồi nó gãy mà. Còn ba thằng trên vách đá là anh giết 2 giết 1 đúng không? Ờ. Vậy nãy mình 3-4 rồi là. Không, nãy là 3-3-1. Cái thằng ở dưới vách đá là team khác. Có không ta? Đúng rồi, ba hàng bên đây là bắn là kêu luôn mà. À đúng rồi. 3-3-1. Rồi lên bông lên hoa tiếp rồi, chơi tiếp hay nghỉ? Chơi. Game cuối này. Rồi xong, má câu này quen lắm là game cuối nè. Game cuối. Em tưởng Neven chơi đẹp ca. Game cuối. Mà sao giờ vẫn phải thất nghiệp, phải đi làm việc 2 giờ mới được nghỉ trưa. Hay quá. Thấy rồi, ra là ngày mai. Quay quay. Xong. Cô bơ cho anh qua nha, cô anh qua nhà chó nè. Sao lưng trống rồi. Tao dần hướng kìa. Bụt quá, chim 2k đẹp quá. Ờ, lưng có thằng đang chạy qua. Một, tao cũng làm nha. Tao cũng làm. Nói vô nhà đi, vô nhà chó vô. Bơm máu đã hết máu. À, nãy pha bắn xe em giết một lúc ba mạng á. Thì đó bắn cháy rồi, anh là làm 2-1 tên UMP xong hết đạn rút mà 16 là chết tiếp mà. Em cầm nguyên cây em 4 em để 30 viên vô. 40 viên. Chiếc xe đó nãy nó ăn khoảng 80-90 viên đạn vậy á. Em bắn cả băng xe ca vào nữa. Bắn xe nó không máu quá trừ xong tự dưng thấy chạy khó nó lên em đéo bắn em đéo kê đầu em kê xe em bắn là cảm giác là cảm thấy là bắt đầu giết người dễ hơn bắn đầu rồi đúng không? Cảm giác xe cháy cháy rồi chỉ bắn xe thôi. Xe cháy ăn cỡ 2-3 viên là nó nổ rồi. Tầm đấy nó bắn mình nó bắn auto không chỉ 2-3 viên đâu. Người viên vào xe hoài. Quả đó là tụi nó lên trận nó cũng chết à. Tìm, má mà tìm bãi đá nó nhát nó không đứng lên nó bắn mình nữa chứ.
cái góc nó bắn rồi mình là mình đi bụi mẹ rồi sao chạy được. Ừ. Không, nó không có góc bắn à. Nếu mà nó muốn bắn nó phải lóc thẳng người lên. Bãi cỏ không che được cái góc đó. Nãy em lên thấy quy cái đồng bằng trên đó. Cái lúc mà anh em mình anh liền lưng á thì nó lên đá lên thẳng. Cái lúc mà anh em mình đang bị kẹp sau lưng mà nó lên cục đá chỗ anh em nhà chó là anh em mình đi bụi rồi. Lúc nãy là anh em mình bị kẹp á, một lưng sau lưng tim bên trái tim nó tim. Má đu hỏi có coi không, trả lời câu rồi không coi quá. Tu lời quá. Đâu có cá tính đó. Ok, bây giờ chi phí xuống còn 2 triệu. Sau này mình thấy bắn test màu quá trời, mình nhớ là nào chết. Mà có nên giảm được không ta? Má cầm ca, cầm ca 98 xài lần đó nha. Má thôi, anh quyết định tước ca 98 của em Hùng ơi. Thấy em cầm hai dáng mà không có tác dụng gì hết. Má vừa đổi qua cho anh là làm cái double kill liền thấy không. Má K98 gớt nón mà 16 chích chết. Chỉ có trường hợp mà anh Ren nhận được K98 mà em giết anh Ren lấy K98. Không có chuyện anh Ren giết được em lấy ra đâu. Má nhớ, tao nhớ cái bữa cái quả ở trên đảo hài mà Rưng đang đi bắn một phát quay lại đùng 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 giật bay đâu bay chốc đủ quá phải giết mà chứ anh K98 là thuộc về anh rồi nha, có 8 mít la lên anh bắn 8 mít bén lắm. 8 mít em gắn AK em bắn luôn hả khá lắm giết thoải mái đi Hùng ơi, cầm thì đáng giết chứ. Cả một trời yêu. Ủa nào mới chat gì cho anh Facebook vậy? Anh cần cái fan nhận đá để xiết chứ. Có ai không? Mà nãy khu này có ai? Khu này làm gì có ai? Không ai bay vào. Khu này nãy mình đáp mà. Ở hôm nay mình đáp hơi đỏ ha. Hơi hên á. Gán nãy mà không ẩu qua kia là cũng win rồi. Ăn lại chết kỹ chơi là xong. Quả đã là mốt là kinh nghiệm luôn á, phải đi sát bo luôn. Má nó hở đúng cái gốc cây á, má nó điếm thiệt. Anh thấy cái anh vừa chạy lại đó bắn anh luôn á. Ừ. Như cái pha hồi nãy mà anh Rang không chết trên nhà kia là. Nhà nào? Thôi rồi bạn. Bất lý sự. Lý sự quá. Còn nếu anh em mà còn sống rồi không gì vào tốt bốn và đối với bạn không mà cái thằng kia nó nhẫn giả quá má, thấy cái gốc cây thấy nghi nghi đang tính đang chạy lại luôn á, lắc ra liền ván sau ván đấy ván là anh sẽ chim mẹ cây nó bốn ván là anh giết thằng nhà chó mở cửa. Ô em ấy quỳ tích kìa, tích đã chết thì đúng quá, nó cũng là người thôi. Ốc vô địch kìa. Rồi thì cũng chết thôi. Không ba này game ba. Ờ game thôi à. Ồ. Má quỳ. Cạn con mẹ nó lời luôn. Để lâu. À cảm giác đêm nay thật là hình như là trong không khí nó có cái mùi gì đó thật là khét đúng không Ren? Bao khét. Ráp đẹp trai để giết ốc vô. Ráp béo à? Ráp béo đấy. Ráp đẹp trai. Ồ, má không lẽ bị đuổi xong cái mua ạc chơi mới chơi liền sao? Dạ không làm. Có cái nấu 2 trên nhà ba căn ngoài ghìa cho nấu 2 tối màu trên lầu. Bây giờ em không cần gì, em cần súng thôi, nãy giờ thì còn cầm cây chảo nè. Có cây UMP em mới bút. Quá nãy tính bắn UMP lấy M16 ra bắn chịt. Cả một trời yêu.
bao giờ trở lại. Nói chứ nó cũng hơi giật. Mát chim 2K là một cái resolution cao. Trở lại em yêu chiếc khăn ngày nào. Qua thứ hai là qua thứ hai là nó sẽ hết giật. Đúng. Qua thứ hai là nó hết giật. Nó sẽ lên 4K. Đéo được, đủ. Nó màn hình có 2K. Tôi mới gửi gì vậy ba, cũng chưa đọc được đâu ba. Game này mà đọc là crash liền luôn á. Đừng có ai gửi hình set nha, đang livestream đó. Vãi luôn. Vãi luôn. Vãi luôn, hay rồi. Hay lắm. Cách... anh nhìn thấy không, thằng Katsik kìa, nó giết hai thằng. Giết Katsik kìa. UMP trên nhà nha. Nó lồng má đen thiệt ta. Chấm em có nhà đi em chạy qua lấy ba luôn à. Ba căn ngồi ghìa bên trái sát nhà xe. Ok. Cả một trời yêu bao giờ. Má nãy anh em mình vũ trang ghê quá không thắng hơi phí. Quả đấy mà thua chỉ có join rank thôi. Yo what the fuck. Cái thằng không giết được thằng nào. Tất cả mỗi team mà đều thua là join rank hết. Ủa, quá hài quá. Anh em mình về như đủ mới sai lầm tận răng rồi. Bắn cái địch, bắn cái chịch cái nó đéo biết ở đâu, quýu. Nghe qua cây sai lầm trùng luôn. Cái pha mà anh bắn ba hàng sau lưng á, nó không biết ở đâu, nó cứ bò bò vào gốc cây, nó cú nhau á. Cái quả cái thằng. Ơi, có u lên bì à. Thằng kia nó rơi cái lưng ra cho em. Em bắn nó cái chiu. Xong nó đéo biết đâu, nó cứ bò cái bóng đá nó tìm. Má cũng mấy mấy đó cũng hay với bộ, má di chuyển vòng gần lên gốc cây luôn, anh cứ kê đúng cái chỗ mà nó di chuyển á Hùng. Anh đéo quay đâu hiểu không? Bây giờ có AK có gì không? Em chỉ có AK. Có Kalai nè em ơi. Kalai M4 trong căn phòng luôn. Chỗ anh đang đứng Kalai M4 chắc phải 300 viên đạn ở đây á. Được. Em lấy hết rồi anh ơi. Nào có phụ kiện K98 nói nha. Ở đây có K98 nữa nè. Có cái bán M4 trên lầu nè. Mà không có đạn, con đạn nó có con kia. Hùng lấy hết mẹ rồi, đạn quá trời luôn á. Đạn nó phải hơn 180 viên dưới. Đâu được con, em được có 80 viên này, thì luôn. 3 băng mà, anh thấy 3-4 băng gì mà. 3 băng M4, 1 băng Kalai là 120 viên. Một cái xe lần này đây. Nào có phụ kiện súng nhắm không? Không, em có nhặt không gian. Bởi em đang cần đạn, em có 30 viên đạn. Đạn gì? 5. Anh bắn đạn 4 em ơi, anh bắn đạn 7 em ơi. AK. Kiếm xe đi, vòng tới rồi, xa lắm. Anh đen. Yeah. Rẻ Hùng ơi. Đen ai vậy? Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Có compensator không cho em bắn AK? Không. Chùm không có. Có anh được. Có anh xài. Ê, lấy skip xe. Taxi em tên gì đéo có xe. À có chiếc xe máy 3, có chiếc xe máy 3. Quay. Rồi. Quay. Má, trên biệt thự nó xuống rồi. Gốc cây hướng búp. Cục đá hướng 285 với gốc cây hướng đúp. 255, 255. Má, dần tới nữa chứ. Chết rồi. Nó bắn hai người. Má, vị trí nó đẹp quá. Bên trái nó kẹp tràn, qua nữa. Nó tràn 3 hướng này. Chạy trốn. Nó tràn 3 này. Bố mày đéo cho bố mày. Bố mày đéo cho mày lấy đồ, bố mày vứt đồ ra. Má, nó cam anh em mình trước rồi. Ủa, nó nhảy ở đâu mà. Nó nhảy trên đồi xuống. Xài hết đồ đi em. Nó cũng xuống nó lút à. Xài hết đồ và ra phá xe đi anh. Có xe đâu phá. Có đúng xe máy á, chắc xe của nó tụi nó lấy lên trên rồi.
giờ tụi nó cũng phải xuống lốt rồi, không lẽ giờ giết xong không lốt. Ngồi ra kê cái xác đi. Ngồi xác đi. Để gen di chuyển gạt dò rồi. Má nó di chuyển đẹp quá ha. Đúng rồi, nó chạy chạy ba hướng. Đá cây. Ủa mà sao nó thấy mình nữa ta? Chắc thấy trước rồi, chắc nó đứng trên đồi nó ngó xuống. Nó lút ở mấy khu nhà ở ngoài kia nó lút thấy mẹ. Giờ kiểu gái gì cũng phải lút, thà mới vòng 1. Nó đứng chết đầu kiểu gì thấy mình. Kiểu gì mà chạy. Nếu lút luôn. Kìa lút rồi kìa. Đang lút. Cảnh tướng cho mấy thằng. Kìa bắn thằng bờ tường trước. Thôi rồi. Wow, dở quá. À, không rồi. À, vui rồi. Nhất cái vui. Nhất cái rồi. Ngủ không? Hay là sao? Ngủ. Ngủ rồi anh với Hùng vẫn phải ship. Mày quá tưởng. Tưởng anh đu gửi hình xét chứ. Đu gửi gì vậy? Bao cũng làm bắn em ca chứ là lúc câu hình tên vô hình tên vô hùng 7. Để anh coi, để anh coi like cũ cũ đi. Mã đẹp quá mà. 28 cũ. Phía khu nhà kia kìa. Kìa khu nhà kia. Kìa thấy không? Chạy tránh ra anh này. Ê, anh đứng sát góc. Chắc cũng bé. Ren 345 nó hụt luôn rồi. Ren ngủ lẹ mà. Đẩy lên hướng khu nhà luôn á. Bò làm hình như còn mình nó thì mà. Hai chiếc xe này, có chiếc xe này. Ra hùng kẹt cái cửa làm sao bò bắn được. Xong xong xong. Trên đó còn một team. Ở bên đó có hai thằng, hai thằng. Ê, trước mặt mình có cái R kìa, thấy không? Cái R trước mặt mình hướng đúp kìa. Vô đó là đi đi. Qua vòng được không ta? Ờ, vô đó đi, vô đó đi, vô đó đi. Nước ngọt, nước ngọt. Nào có phát S bước anh cái. Em có, em có. Bước anh cái. Nhanh lên vòng tới rồi. Di chuyển đi, Hùng, anh cover cho. Anh giúp em cái 4x đi. Lại quăng một cái phát S đây dưới chân này. Sao vậy? Vứt em cái 4x đó. Em vứt cho anh cái 2x nè. Lẹ lẹ lẹ. Vòng tới em. Hướng 345 nó bắn kìa. Để em bắn ca, em bắn ca kiểu. Bộ cũng làm thấy nó rồi. Đưa K98 rồi. Qua vô vòng đi rồi được. Thế đưa ca, em đưa K8x cho anh này. Ừ, em bắn 8x. Sợ gì làm gì. Rồi đứng đây nè, đứng đây nè, đứng đây nè, từ từ Ren. Hướng bộ cũng làm lần cũng có nha, nó ra sát bãi biển luôn á. Anh xem. Yeah, dòng ngay mình, dòng ngay mình. Bi bè. Vô phải shit thôi. Lấy 4x không? Không. 3 bằng 4 hả? Ba bốn rồi. Nhiều khi không phải 3 bằng 4 đâu. Có chiếc xe của tụi nó hướng ngoài kia rồi. Sao đó? Ủa làm lần cuối là hình như hai thằng cho đó đó. Thấy rồi, thấy rồi. Nằm xuống rồi, nằm xuống rồi. Đâu? Nó cây hướng 30. Em knock out thằng hướng 3 rồi. Hai knock out rồi. Em thấy cũng cây rồi, em thấy cũng cây rồi. Xong xong xong. Còn một thằng. Kill luôn rồi, kill hai thằng hướng đó rồi nha. Ok. Kệ nói anh ơi, mình trong vòng. Anh lên đây. Ok ok ok, nằm bên coi hướng bên đây cho. Bà hướng cây bao 30 coi rồi nha. Anh em 3 bắn 1, 3 bắn 1. Rồi rồi, chờ dòng thu rồi đó, tính. Giờ mình có bắn xe. Có cái khói hướng là 330 rồi. Ryzen, Ryzen. Ủa xuống 1.700 rồi hả? Anh đang bọc, anh đang phò kê nó đi hướng bên phải lên nha. Nó không có bọc bên phải là được đâu. Bọc kê trái rồi. Hồn đứng cùng ở hai bên đi. Ở dưới là con gì nữa? Ở dưới là 1.700x hả? Ủa? 1.700x là hình như có quạt mà 1.700x mới không có quạt đúng không? Má
Má nghịch lý thì cả mắc hơn rồi còn phải tốn thêm tiền mua quạt. Cái gì đâu má hùng hùng gửi hình gì vậy? Anh sếp đó. Chết rồi. Chết rồi. À, hai ông ơi. À, kiều quẩy luôn nè. Má giết năm thằng luôn. Má anh gạt được nguyên cái team sau lưng á. Cái pha lúc mà tụi bay trong nhà chó. Vòng thu cho mình đẹp quá. Biết mình. Đấy là 15 đô. 15 đô là 15 đô là có mắt xinh. Uống lự. Má quỳ. Thế không? 60 đô. Phải lựa chọn hợp lý là được. Rồi tắt chỉ chiêu thôi nào. Ủa hot pot siêu là gì vậy? Nãy anh đu anh viết sai nhảm ấy.